What's up anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom chúng mình. Và như anh em đã biết rồi đấy, Intel đời 12 là một trong những dòng CPU hấp dẫn nhất trong những thời gian gần đây trong giới công nghệ. Vậy thì trên tay mình đây là một chiếc mainboard cực kỳ là căng thẳng, cực kỳ là chất luôn. Và mình có thể nói đây là một chiếc mainboard đắt nhất cho Z690. Và bây giờ mình hãy cùng mở hộp nó ra nhé. Rồi, chiếc mainboard này ở đây chúng ta sẽ đến từ hãng Asus và nó có tên là ROG Maximus Z690 Extreme Glacial. Đây là một chiếc mainboard có hỗ trợ tản nhiệt nước, đây là đến từ IK và mình sẽ mở ra để cho anh em xem nhé. Nó sẽ có cái hình như kiểu là một cái vali ấy. Asus sẽ, nếu mà anh em mua cái này thì sẽ giá khoảng tầm, chưa biết được nữa, nói chung là trên 40 triệu. Đây rồi, dạ vâng, về phía bên tay trái của mình đây đó chính là cái block nước của nó. Và cái block nước này thì được làm bởi IK, nó sẽ bao phủ rất là nhiều cái thành phần luôn, để mình xem nhé. Đây sẽ là cái lá tấm tản nhiệt của hai khe M2 này, và đây là khe chặn của coi như là thanh PCIe luôn. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có, đây là cái block nước của chiếc Maximus Extreme Glacier này. Nếu mà anh em thấy nó rất là nặng luôn, mình cầm vào cực kỳ là nặng. Thì cái block nước này có rất là nhiều tính năng hay ho. Thứ nhất là nó sẽ tản nhiệt cho, đầu tiên là cái CPU chúng ta là một này. Tiếp theo nữa sẽ là cái một dòng về một giải VRM ở đây. Và cuối cùng đó là chip bán cầu nam. Cái block này thì có, anh em thể thấy một vài cái dây ở đây. Cái này là để hỗ trợ cho cái chính là RGB, đèn RGB của IK này. Và những cái này sẽ còn hỗ trợ cái gọi là giải LED ở đây, giải LED Animemetrics, nếu mà anh em biết ở trên những chiếc laptop của Asus ấy. Và sẽ còn có một cái màn hình OLED ở đây nữa để anh em có thể thể hiện những thông tin như là nhiệt độ CPU này, hoặc tốc độ quạt này, tốc độ bơm này, vân vân và vân vân. Rồi, mình sẽ để cái này sang một bên nhé. Rồi, đây sẽ là chúng ta sẽ được tặng cả cái gọi là fitting của IK nữa để sẽ gắn lên trên này. Bên dưới đây có phải main không? Rất tiếc là không. Bên dưới này sẽ là một đống các phụ kiện. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên đó chính là cái sách. Đây là một đống sách của Asus. Cái sách này thì mình không quan trọng, không quan tâm. Tiếp theo là ốc này. Đây là những cái, đây chúng ta sẽ có, đây là khe wifi này, đây sẽ là những chỗ để gắn ốc. Cái tag này nếu mà anh em thích gắn vào trên móc chìa khóa hoặc là trên gọi là cửa hay gì tùy anh em. Và chúng ta sẽ còn có đó chính là rất là nhiều luôn. Đây là cái những thứ này để giúp anh em có thể gắn cái block này lên trên main của anh em. Đó, những cái tấm này, thermopad này thì để có thể liên kết được giữa block và main. Rồi, rất là nhiều cái dây khác nhau. Thì Asus, nó, tất nhiên rồi, họ rất là tặng, rất hay tặng nhiều đồ. Ok, sẽ có những cái thứ như là dây của USB 2.0 này, dây LED này, dây front panel này, dây đây, lại dây LED nữa. Và chúng ta sẽ còn có đó chính là cái khối để đỡ cạc màn hình. Nếu mà anh em có những cạc nào nặng thì đây là cái thứ mà giúp anh em đỡ bị gọi là sệ cạc. Và sẽ có rất là nhiều cái dây SATA nữa. Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ có đó chính là một cái tua vít ROG này để anh em có thể gắn này. Đây là khe DIM.2, M.2 của Asus. Cái này thì gắn vào một khe bên cạnh cái khe RAM của cái mainboard. Và trong này anh em có thể gắn được là hai cái SSD M.2 lận. Ok, đây là cái DAC của nó. Đây là DAC để có thể gắn vào trong cái cổng USB Type-C trên chiếc mainboard này. Cái DAC này thì cho một cái audio gọi là combo để anh em có thể gắn những tai nghe như là HyperX, Stinger kiểu đấy. Và cùng đó chính là một cái gì đây, một cái hub fan và hub RGB và một cái USB. Mình không biết là trong này sẽ chứa driver hay gì, nhưng mà chắc là trong này là driver thôi. Ok, vậy là mình đã mở xong hết phần bên tay trái nó rồi. Phần bên tay phải thì sao? Phần bên tay phải này của chúng ta sẽ là mainboard. Dạ vâng, trong này sẽ là cái mainboard. Đây, ui dồi ôi, nhìn trông khủng. Dạ vâng, trên đây đó chính là chiếc mainboard Z690. Đây là cái bezel của nó và tí nữa mình sẽ thử gắn cái gọi là cái block này vào. Cái chiếc mainboard này thì tất nhiên rồi, anh em đó chính là hỗ trợ CPU đời 12, sử dụng socket là 1700. Và cái socket này thì sẽ mở ra như kiểu những chiếc mainboard Z690, X99 và X299 nhá. Nó sẽ mở những chiếc mainboard gọi là cho mấy cái dòng gọi là high-end ấy. Đó, tại vì cái socket này nó tương đối là dài. Và để hỗ trợ cho chiếc CPU này, chúng ta sẽ có một cái bộ VRM là 24+1. Để cấp nguồn cho chiếc CPU này, chúng ta sẽ có là hai cổng 8 pin, hai đầu 8 pin. Và thế nên là anh em phải có một cái main, một cái nguồn tương đối là mạnh anh nhá. Về phía bên tay phải chúng ta sẽ có đó chính là 4 khe RAM DDR5. Và những cái khe RAM DDR5 này thì sẽ có những hiệu năng rất là cao. Tại vì là cái chiếc mainboard này là dòng cao cấp nhất, thế nên là sẽ có memory controller loại cao này. Và anh em biết đấy, thì DDR5 tương đối là đắt tiền. Thế nên là anh em đã chi tiền to cho cái main này rồi, cũng phải chi tiền to cho RAM nhé.
bên cạnh của thanh RAM sẽ là cái khe DIMM 10.2 của Asus, cái gắn mà lúc nãy mình vừa nói, thì để cho nâng cấp thêm là hai cái SSD 4.0 nữa. Rồi, về phía bên dưới đây chúng ta sẽ có tổng cộng là một khe 10.2 ở đây này. Xem nào, mình đếm xem tổng cộng bao nhiêu khe 10.2 nhá. 1 này, 2 3. Ở trên này là 3 khe 10.2, không biết đằng sau còn không. Ơi, ở trong trên website của Asus thì họ ghi là có 5 khe 10.2 để cho anh em có thể gắn. Thì cái khe 10.2 nằm ở trên này là khe 10.2 cho PCIe 5.0. Nhưng mà hiện tại thì SSD vẫn chưa có những cái nào là trên quá 4.0 cả. Và cái 4.0 thì nhiều anh em cũng không nhận được kiểu là sự khác biệt so với cả 3.0. Thế nên là đây chỉ là một tính năng thôi. Tuy rằng là Intel mới nâng cấp từ 4.0 trong đời 11, thì bây giờ trên đời 12 họ đã lên 5.0 rồi, thực sự rất là nhanh chóng. Và sẽ có đây là chính là 3 khe PCIe nhá. Và 3 khe PCIe này thì sẽ có 2 khe là 5.0. Đấy, 2 khe được bọc thép đây để cho có thể giữ được những chiếc card dày cơ hơn, những chiếc card 3090, 3080 mà 3 slot, 4 slot đấy. Như là con Noctua của Asus of Noctua vậy. Và còn cái khe bé bé ở đây đó chính là khe 3.01X mà thôi. Cái khe này thì để cho anh em gắn như là ví dụ như là sound card này, hoặc là card wifi này. Nhưng mình nghĩ rằng không thể gắn được wifi đâu, tại vì là trên chiếc MacBook này đã có wifi 6E rồi cơ. Về các cổng kết nối, về chip bán cầu nam đi, thì cái chip này thì sẽ hỗ trợ đó chính là đấy, nó sẽ lo về những cái cổng PCIe và cái gọi là khe 10.2 mà 4.0 và 3.0. Còn tất cả những cái khe 5.0 này thì sẽ nối trực tiếp với cả CPU và cả bên này nữa. Đây, thì mình sẽ mở xem cho là những cổng kết nối nó sẽ có những gì nhá. Vì đây là một chiếc MacBook rất là cao cấp, thế nên là chúng ta sẽ có đó chính là nút Reset BIOS này, nút Clear CMOS này, và sẽ có một cổng HDMI mà thôi, bởi vì đa số anh em mà mua một chiếc Mac như này sẽ có một chiếc mà cảm hình rất là căng thẳng, thế nên là họ chỉ cần một cái cổng HDMI như này để gọi là chống cháy. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 cổng USB 3.2 Gen 2 nhá. Nên là anh em không có một cổng 2.0 nào hết. Nên Asus ở đây họ đã cho rất là nhiều các gọi là bandwidth cho những cổng USB này. Ngoài ra chúng ta còn có cả một cổng Thunderbolt nữa. Nếu mà anh em sử dụng những thiết bị Thunderbolt như là sound card này, hoặc là những đồ mà dành cho kiểu Mac ấy, anh em Mac hay dùng Thunderbolt mà. Và ở dưới đây sẽ là Wi-Fi 6E để cho anh em có thể gắn vào, và cái dây Wi-Fi sẽ gắn vào đây để anh em có thể bắt Wi-Fi. Wi-Fi này, cái cung này thì có vẻ như là hỗ trợ cả Bluetooth nữa, thì anh không cần phải mua USB Bluetooth hay là cạc Bluetooth gì cả. Bên dưới đây sẽ là các cổng audio của nó. Chúng ta sẽ có một cổng optical và 5 cổng audio phát sáng nhá, để nghe biết là cổng nào là cổng nào. Chứ tại vì nó mạ vàng này thì khó mà phân biệt được lắm. Phía đằng sau đây anh em sẽ còn có đó chính là cái gọi là cái giáp đằng sau để cho nhìn cho nó hoành tráng và đẹp đẽ một chút. Thì cái này thì cũng khiến cho cái mainboard cũng tương đối là nặng. Nhưng mà bây giờ mình thử gắn cái block này vào xem nó còn nặng đến mức nào nhá. Ok, vậy thì nếu mà anh em có thể thấy đây sẽ là cái tổng thể của chiếc mainboard Asus gọi là Maximus Extreme Glacier này. Nếu mà anh em gắn vào nó sẽ như thế này. Và có một những cái điểm rất là hay trên chiếc mainboard này dành cho những gọi là extreme nhất, phải không? Họ sẽ có những cái nút, ví dụ những cái đầu tiên đó chính là BIOS code này nằm trên góc này để phân biệt được là ok, cái mainboard của anh em có hoạt động đang ổn hay không, tốt hay không, và nếu mà có lỗi thì nó nằm ở lỗi nào. Chúng ta còn có nút nguồn ở đây này, đấy, bấm start phát ở trên đây để hợp cho những em nào mà gọi là đặt main trên test bench, gọi là test bench. Và về phía bên tay đây anh em thấy là ô, đâu 24 pin đâu, các cổng còn lại đâu, thì mình thông báo cho anh em là nó sẽ nằm vuông góc ở đây đó, và Asus sẽ có đặt tên ở đây hết. Đây này, ARGB này, pump cộng này, fan CPU này, đây là để ATX pin này, đấy, để cho anh em có thể gắn 24 pin này, optional power này, wow, 24. Cái này là 24 xong rồi cộng thêm cả một cái 6 pin nữa để cho anh em gắn thêm vào. Wow. Đây sẽ có là cổng front panel này, USB 3.2 Gen 2 này, một cổng Thunderbolt 4 này nếu mà anh em cần này, và sẽ còn có như là 3 USB 2.3.2 này, 3.2 Gen 1 này, và rất là nhiều cái cổng SATA ở đây để cho anh em có thể gắn vào. Bên dưới chúng ta sẽ còn có chính những cái nút nó nhỏ ở đây, chúng ta sẽ có đó là retry button này, BIOS switch này, và vào save boot một cách nhanh chóng. Cái mainboard này thực sự rất là có nhiều những tính năng hay ho. Đó là do tại sao mà nó đắt tiền đến như vậy. Nếu mà anh em nào mà kiểu muốn mua một chiếc mainboard như này thì anh em sẵn sàng gọi là hầu bao của mình sẽ to một chút nhé. Tại vì CPU thứ 12, thế hệ thứ 12 của Intel tương đối là đắt, mainboard cũng đắt và RAM cũng rất là đắt. Thế nên là anh em phải là đại gia mới có thể mua được những cái bộ như thế này. Rồi, trong thời gian tới thì cái sản phẩm này sẽ có mặt tại Hacom chúng mình.
Và hy vọng rằng là có anh em đại gia nào có tiền mua thì hãy đến với chúng mình và mua ngay lập tức tại showroom. Nếu anh em có thấy video này hay và có nhiều thông tin thì hãy bấm like và subscribe nhé. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại một video sau.